Ok. Hôm nay lên sóng tiếp cho anh em vừa về tiếp một con máy hát loa kèn đồng nha. Bằng đồng anh em nha. Một số là mạ đồng chứ còn con này là bằng đồng. Cho nên anh em chú ý nha, con này là size lớn. Size lớn rộng của cái thân máy nó rơi vào tầm gần 40, 38 phân. Rộng tầm thân máy, còn cao từ dưới lên là tầm 78 phân anh em nha. Còn miệng của kèn đồng này nó rơi tầm 45 phân. Đấy. Nói chung đây là tổng thể một cái size khá lớn rồi. Anh em có thể về đặt trên kệ tủ của gia đình hoặc là mấy cái đôn thì nó rất là đẹp. Những cái phiên bản mà không kèm theo chân ấy, vừa gọn gàng mà vừa dễ vận chuyển. Đồng thời giá nó cũng rất là êm ái hơn. Còn anh em cái chân thì anh em có thể mua cái chân đằng sau này này về đặt lên. Đấy như em đang đặt đây. Rất nhiều. Chân này rất nhiều anh em nhé. Thì anh em mua ở gần nhà cho nó dễ, cho vận chuyển cái chân này nó thật tiền chân không bằng tiền vận chuyển. Nha, tiền vận chuyển nó quá tội. Cho nên anh em chỉ cần mua một cái máy hát loa kèn theo cái dạng này, đây là một cái form mà phổ cập giá ổn nhất bây giờ. Mặc dù bây giờ mà để nhập và vận chuyển được những cái máy hát loa kèn này về thì không phải là dễ đâu ạ. Vì những cái máy này là cũng nhập cách đây khá lâu rồi mà bây giờ mới về được, vì cũng tình hình chung của dịch bệnh cho đến các cái phương thức vận chuyển ở nước ngoài về rất là khó khăn. Nên anh em xem có nhu cầu thật sự thì kết nối, còn không thì bỏ qua nha. Đẹp long lanh. Đặc biệt cái dòng này nghe radio rất nét, AM FM không cần anten luôn. Đây mở demo cho anh em nghe radio này. Màn hình điện tử hiển thị luôn. Đấy. Cái bài radio này đang dính bản quyền nên em tạm thời em tắt tiếng nha. Con này có thể chơi được USB bằng giải mã lossless, đọc được mọi định dạng luôn và chơi Bluetooth không dây. Đấy, chơi đĩa than. Rất đầy đủ. Đặc biệt là có tích hợp thêm đường tín hiệu để ra âm ly ngoài. Ra âm ly ngoài nha. Và có cả đường ra loa sắp. Có cả đường vào điện thoại máy tính cắm dây vào, điện thoại tivi máy tính cắm dây vào đầy đủ. À. Mua bán nhanh gọn thì tặng thêm cho anh em một kim skua và một cái đĩa than để anh em về có thể sử dụng được luôn. Đấy, quay chi tiết, rất chi tiết cho anh em nhé. Đó. Chuyển đổi chế độ bằng phím mốt đây. Cái này là chức năng đĩa than. Chức năng đĩa than là gọi là phono. Mở cái khóa, đây là khóa cần. Nâng cần thì cũng dùng bằng cái có cái cần nâng đây. Cần nâng nâng cần mình có thể nâng cần bằng bằng cần đây, cần nâng đây. Đó. Đưa vào thế này này. Là nó đã chạy rồi. Nhưng mà kim chưa chạm vào đĩa thì chưa nghe tiếng đâu ạ, mà mình lại phải dùng cái cần nâng này, cần nâng và cần hạ nó đều chung nhau. Khi mình nâng thì đẩy từ trước ra sau, mình hạ thì mình lại kéo từ sau ra trước. Đấy. Rồi, hạ cho anh em nghe nha. Tăng tiếng này. Nhưng
3 loa, 2 loa hai bên, 1 loa ở dưới. Anh em có thể thích một cái bài khác, anh em chỉ cần nâng cần lên đây này, nâng cần ở đây này, đó, cái tay đẩy từ trước ra sau, rồi đưa kim vào vị trí các cái rãnh của đĩa này, đưa kim vào rãnh số 3 là bài 3, rồi lại hạ kéo từ sau ra trước. Đó, radio thì mình lại chuyển đổi đây. Đây là điện thoại máy tính cắm vào. Mình là Bluetooth đây. Mình tiếp tục FM đây. Chuyển đổi như là Tân Xuân, Hoàng Tăng Bí, Thị Phương và tuyến phố Kẻ Vẽ. Tình hình giao thông trên các cái cung đường này thì hiện vẫn trong cái tầm kiểm soát và các bác tài có thể di chuyển được khá là ổn định ạ. Chỉ riêng tại khu vực chợ Kẻ Vẽ thì USB này, USB cắm vào đây rất là tấp nập và đông đúc người mua bán. USB và thẻ nhớ đều cắm được. USB dung lượng rất cao. Chào anh em đam mê audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến với kênh Sơn Loa Audio, anh em được chia sẻ nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa toàn giải, âm ly đèn và các thùng loa bình dân đến cao cấp. Hãy liên hệ hotline 0988 434 435 để được gặp trực tiếp Sơn Loa. Chuyển bài, tăng bài, giảm bài, tăng tiếng, giảm tiếng đấy hết. Rồi là chuyển chế độ đĩa này. Đĩa này. Đó. Lại nâng đĩa lên.
đưa đĩa vào vị trí bài cuối, lại hạ xuống. Đây là đang chạy tự hành bằng loa của chính nó. Anh em có thể xuất ra âm ly ngoài ra hệ thống loa to. Ra hệ thống loa to anh em vô tư nhá. Ok, demo một đoạn rồi, bây giờ clip hơi dài rồi. Anh em có nhu cầu thì triển khai Zalo 0988434435 nha. Có tất cả thông tin ở trên rồi, giá cả hợp lý nhất cho cái mẫu loa kèn này. Đây là những mẫu đáng chơi nhất rồi, hợp túi tiền nhất rồi anh em nha.